Xin chào các bạn, Học Văn Chị Hiên rất vui khi được đồng hành cùng các bạn học sinh lớp 2 trong chương trình môn tiếng Việt, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu một bài đọc trong chủ đề Em lớn lên từng ngày. Bài đọc mang tên Một giờ học. Đối với bài đọc này, chị sẽ cùng các bạn nhỏ đi tìm hiểu theo 5 phần sau đây. Phần 1 là khởi động. Phần 2, đọc. Phần 3, trả lời câu hỏi. Phần 4, luyện tập theo văn bản đọc. Và cuối cùng là phần 5, củng cố và dặn dò. Đầu tiên, chúng mình sẽ cùng nhau đến với phần khởi động nhé. Các bạn có thể chia sẻ cho chị về một việc làm được thầy cô khen không? À, các bạn được khen vì hát rất hay, trả lời rất tự tin hay luôn chú ý nghe giảng đúng không nào? Vậy mỗi lúc được khen, các bạn nhỏ cảm thấy thế nào? Có phải thấy rất vui và hãnh diện vì điều đó không? Và bạn Quang trong bài cũng đã tự tin hơn khi nhận được những lời khen, những lời động viên từ thầy giáo cùng các bạn trong lớp. Vậy thì ngay bây giờ, chị em chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn về bài tập đọc này được không? Trước hết, các bạn cần chú ý về cách đọc như